Xin chào các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiến hành tháo một con TV CRT ra. Thì hôm nọ mình đã mua thanh lý được cái con TV mà chúng ta đã từng hướng dẫn với nhau về cấu tạo của một con TV. Thì mình đã tháo tung được con TV CRT 21 inch của LG ra. Và bây giờ chúng ta đã xem là thấy bên trong cấu tạo của con này, xem nó có những cái gì hay ho nào. Thì con này mình đã thu lượng của khách và mình đã mua lại, tức là người ta gọi là mua quyền sử dụng lại. Đây, cái sản phẩm đầu tiên của chúng ta đó là một con lái tia. Con này thì nó lắp một cái cổ đèn hình, các bạn có thể nhìn thấy. Thì cấu tạo của nó các bạn có thể xem là nó sẽ có hai cái cuộn bên ngoài. Đây là hai cuộn lái mành hay gọi là quét dọc. Thì còn bên trong này nó là các cái cuộn dây, cái này người ta gọi là tia quét ngang, tức là quét ngang màn hình ấy. Thì ví dụ nó sẽ tạo ra các cái tia quét ngang như thế này, nó quét ngang trên màn hình như thế này, quét ngang, còn đây là quét dọc này, quét dọc, đây là quét dọc này, đây. Thì cái cuộn ngoài này là quét dọc, còn cái cuộn trong này là quét ngang. Thì mình chúng ta đã lôi nó ra. Thì chúng ta sửa chữa con này thì hiện tại chúng ta không có nhu cầu sửa chữa con này. Thì chiến lợi phẩm sau khi mình thu mua con tivi này, chúng ta đã có một con lái tia. Thì để xem chúng ta còn lấy được cái gì trong cái tivi này, chúng ta vọc vạch nữa nào. Thì con này ấy, thì hôm nọ mình khám là nó đã bị chết cao áp rồi và chết xò dòng. Còn đèn hình của nó thì mình cũng đã thấy họ quấn đốt rồi đấy, các bạn thấy nhìn dây này quấn đốt rồi, nên là cái đèn hình của họ cũng rất là kém rồi, nên mình khuyên họ không nên sửa. Và họ đã đồng ý thanh lý với con mình về con tivi này, làm mây cày không làm nhà. Và họ mình đã hỏi đi hỏi lại và họ cũng không ý kiến ý còn. Thì ngoài ra chiến lợi phẩm chúng ta ngoài quả lái tia ra, chúng ta còn được hai con loa cùi bắp. Hai con loa cùi bắp thì các bạn thấy là màng nó dạn hết rồi, tuy nhiên là nó vẫn kêu được, tuy nhiên là kêu theo kiểu tiếng thì nó rất rõ, nhưng mà nó các bạn nhìn màng nó rách thế này thì chắc chắn nó sẽ rất là dè và nó kêu ẹc ẹc ẹc. Thì nói chung là chúng ta vẫn nghe thấy tiếng. Thì những cái con này cho nó hy sinh thì chúng ta sửa âm ly, hoặc là chúng ta test nhạc nào, hoặc test là các cái mạch loa chúng ta chế tạo ra đỡ lo cháy loa. Thì chúng ta đã có những vật phẩm hy sinh như thế này thì được hai em loa cùi bắp như thế này. Tiếp theo là được một con bộ nguồn vẫn sống nha các bạn, cả cái bộ nguồn của con máy này vẫn sống, mình nó chỉ vừa chết trên phần cao áp này thôi, nên bộ nguồn này nó vẫn sống, nên chắc chắn là tất cả linh kiện trên bộ nguồn này nó vẫn sống. Chúng ta được chiến phẩm là tụ lọc nguồn điện trở to, là chúng ta có thể áp dụng, mà chúng ta thích thì chúng ta có thể thay sang các tivi khác, còn không chúng ta móc ra chúng ta thí nghiệm, chúng ta làm các trò thì chúng ta lại vào con biến áp này nó cũng là vẫn sống luôn. Thì chúng ta có thể sử dụng để quấn, lôi ra chúng ta thí nghiệm, chúng ta quấn biến áp xung từ 12V đến 220V cho nó nghịch, mà chúng ta làm trò gì đấy. Tiếp theo đây là con, đây là một con IC nguồn, con này có tên là 6654 STR6654. Thì con IC này nó khá là đắt, nó khoảng mình nhớ là đợt trước mình mua khoảng 45 hay 50 nghìn gì đấy, con IC này khá là đắt. Thì chúng ta đã được chiến lợi phẩm như thế. Ngoài ra một số cái IC chúng ta còn được một triệu chiến lợi phẩm như là cái hộp kênh. Đây cái hộp kênh, hộp kênh của tivi chuyên dùng để bật kênh. Con này cũng không biết là còn sống hay không, nhưng mình nghĩ là nó còn sống bởi vì là nó chỉ chết phần cao áp thôi. Còn gì nữa, bỏ thằng lái này ra đây. Chúng ta được một em TDA 7297, một IC khuếch đại âm thanh. Chúng ta có thể sử dụng nó để làm những cái trò gì đấy hay ho, như cái chúng ta làm các cái mạch khuếch đại âm thanh rất là rực rỡ. Thì với con IC này chúng ta có thể làm một mạch khuếch đại âm thanh, nó gấp công suất chắc chắn là sẽ hơn mấy cái em TDA 2030 rất là nhiều. Một số dây dợ lằng ngoằng có thể dùng để câu mạch, và rất nhiều các cái thể loại là mấy con này, ba chân này, thạch anh các kiểu, mấy con transistor rất là nhiều, điện trở chúng ta móc ra chúng ta làm gì đấy, tụ rất là nhiều để chúng ta bọc các mạch. Rồi đây là IC tập của nó. Thì số hên hôm nào kiếm được con tivi nào nó hỏng tập chúng ta nhắc ra thay, nhưng mà tình hình là khó lắm, bởi vì là tivi này mình thấy ở đây giờ nó hiếm như kiểu sao trên trời ấy. Giờ người ít dùng cái dòng tivi này nên có lẽ chúng ta chỉ vác các cái linh kiện trong này ra chúng ta vào thôi. Thì con lái tia này hôm nọ mình nghĩ là
mình có máy thì nó vẫn là sống, mình nhìn nó chưa bị cháy như chiếc gì cả. Nhưng mà mình định là gỡ hết đồng này ra để chúng ta quấn con biến áp xung chúng ta nghịch. Cũng không biết là nên hay không nữa. Nhưng mà mình thích là mình chơi nó đấy. Có 50.000 con tivi này là mình thích, mình quất luôn, mình sẽ phá tan cái lái này ra để chúng ta lấy đồng này. À, rồi chúng ta phá tan con biến áp xung này ra. À không, mình đã có một con biến áp xung, chúng ta sẽ lấy biến áp xung trong nguồn ATX để chúng ta phá trước con này thì giữ được cái gì nguyên bản, chúng ta cứ giữ đã. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta được khá nhiều đồ linh tinh. À, đằng sau này có mấy cái bộ rác của nó nữa, chúng ta có thể sử dụng để chế vào các cái mạch loa của chúng ta, sau này chúng ta thí nghiệm. Đấy. À, chúng ta được khá là nhiều tụ vớ vẩn và rất nhiều chở linh tinh, rất nhiều các con chở và con tụ. Đấy thì nếu mà các bạn có thể mua được những con tivi, nếu mà các bạn là thích nghịch điện tử, các bạn có thể mua những con tivi hỏng như thế này về, chúng ta lấy được khá là nhiều đồ. À, tuy nhiên là mình khuyên là các bạn là lấy ấy, thì đừng có lấy ở những cái ra cái tiệm sắt vụn, mà lấy thì thật sự là chúng ta mua ở đó thì đa phần là bị thợ tháo hết rồi, khó mà còn những cái gì mà ngon lành kỳ rào như kiểu IC tiếng này, đôi khi người ta cũng lượm luôn và lắp vặt đó những cái là gọi là thuộc loại sắt vụn rồi. Thì đây là mình mua trực tiếp của khách, thì tức là tivi của họ vừa hỏng phát là họ mang đến mình sửa, mình báo là con này sửa thì cũng không lên và hết khá nhiều tiền, nên là họ đã thanh lý cho mình và mình đâm luôn về, để chúng ta sẽ có những cái thứ này chúng ta bọc, chúng ta moi ra. Thì trên tivi của chúng ta thì chúng ta chỉ lấy được những thứ như vậy thôi. Để điểm danh lại là chúng ta mua một chiếc tivi thì một chiếc tivi hỏng, nói chung là hỏng khá nặng như này, chúng ta đèn hình thì chúng ta không thể lấy được nữa. Cái đèn hình là cái đắt nhất trên tivi thì chúng ta không thể lấy được nữa. Thì chúng ta sẽ lấy được đầu tiên là một em lái tia, cho dù là lái tia của chúng ta đã hỏng và còn sống thì chúng ta cũng có thể lấy. Khi các bạn mua tivi các bạn nhớ mua cả cái nhé, nhớ cả cái bên trong có vẫn còn đèn hình và cái vỉ như thế này, cả cái vỉ như thế này. Thì chúng ta đầu tiên chúng ta chiến lợi phẩm đã được cái lái tia này, chúng ta có thể giữ để thay cho khứa, hoặc là nói chung là giờ người ta ít dùng, chúng ta có thể gỡ đồng ra, chúng ta uốn những cái biến áp xung chúng ta nghịch. Rồi. Rồi là một vài con điện trở khá là to đấy, những con điện trở như thế này và một ít dây dợ. À, lấy được tụ lực nguồn này, điện trở to sứ to này, IC nguồn, rồi là IC tiếng đây, các IC tiếng mình xem đây này em là TDA 7297, hoặc các TV khác có những con IC khác thì chúng ta lên mạng chúng ta tìm các cái mạch sơ đồ của nó. Thì tới đây mình sẽ nghiên cứu ra rất nhiều mạch của các con TV này, tức là các cái mình sẽ vẽ các cái mạch in mà của các cái con IC cho TV này, chúng ta sẽ gỡ ra chúng ta làm các mạch phức tạp âm thanh. Thì mình sẽ chia sẻ các mạch đó và các bạn có thể tận dụng những con IC này để làm những mạch tiếng. Thì các bạn nên nhớ là những TV IC mà nó zin theo máy này, nó lại những IC rất là xịn. Các bạn phải hiểu là như thế. Còn khi mà các bạn đã mua IC, dù các bạn có mua con IC này mới đi chăng nữa, thì nó cũng không thể tốt bằng con IC đang lắp trong máy mà còn sống được đâu. Đó, chúng ta có thể lấy được những thứ như thế. Rất là nhiều thứ hay ho, với một cái giá 50.000 thì cũng không có gì gọi là quá là đắt cả. Nhưng mà các bạn lưu ý là nếu các bạn mua ấy thì xem là nhà nào người ta có nhu cầu thanh lý, hoặc là người ta thấy bạn hay vọc vành, người ta muốn thanh lý cho bạn ấy, thì bạn nên mua trực tiếp của khách, chứ các bạn không nên mua trực tiếp của thợ, hay là mua của thợ thì nó khá là đắt, và nếu mà mua sắt vụn thì gần như nó chẳng còn cái quái gì chúng ta lấy nữa cả, cùng lắm chỉ có vài con điện trở và vài con tiệu đẻo thôi. Thì tạm thời hôm nay video của chúng ta chỉ là xem chiến lợi phẩm chúng ta lấy được những cái gì trên con tivi này. À, còn về sửa chữa thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sửa chữa sau, chứ còn công ty này chúng ta chẳng còn cái gì để mà sửa chữa nữa cả, thì chúng ta chỉ lấy được những cái đấy để chúng ta nghịch mà thôi. Thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.